Ừ, đẹp không? Đi bộ qua cái khu này hả cô chú anh chị? From your son? Just now. Just, I mean, I'm nearer 74 now, you know? So, I mean, it's only got one. Xin chào cô chú anh chị. Xin chào cô bác, cô chú. Chị Chi. Chị nói sao? Xin chào. Xin chào cái gì? Chào ai? Hả? I just want to say xin chào. Xin chào ai? Ông bà cô chú. Hello cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cuối tuần mọi người thì tuần này là có một cái ngày lễ vào ngày thứ hai. Cho nên là được 3 ngày nghỉ cuối tuần dài đó mọi người. Hôm nay Kim và Anthony mời ba mẹ chồng đi ăn. Thì bây giờ mình đang trên đường đến nhà mẹ ba mẹ để đón ba mẹ đi. Anthony thì không có nói cho mẹ biết là đi ăn ở đâu hết mọi người, để gây bất ngờ đó. Tony rất là thích gây bất ngờ luôn. Bây giờ đến ba nói, đó ba nói. Yeah. Đến đón ba mẹ xong cùng đi. Với lại trong tháng này nè, là hôm bữa là sinh nhật của mẹ, nhưng mà Tony đi công tác đó thì chưa có tặng quà cho mẹ. Thì cả nhà Kim mới vừa mua một cái voucher, là cái thẻ quà tặng đó. Rồi bây giờ đến sẵn là tặng mẹ luôn hả mọi người. So, have we got to keep our eyes shut until we get there? No. No. You made me laugh with that greasy spoon joke. Yeah, yeah. I told Kim what you meant. I know, the tree. It was the tree. Hello cô chú anh chị và các bạn, bây giờ nhà mình đã đến cái quán ăn rồi nè mọi người, nhưng mà vẫn còn sớm á. Tại vì đặt hàng lúc ở lò, đặt cái nhà hàng lúc 1 giờ, bây giờ chỉ có 12 giờ rưỡi thôi. Cho nên mình ngồi ở ngoài mình uống nước á cô chú anh chị. Ở phía ngoài người ta cũng có một cái quầy bar nè mọi người. Cái khung cảnh ở bên ngoài cũng rất là rộng luôn. Và ở cạnh cái bờ sông á cô chú anh chị, bình thường là sẽ có tàu thuyền chạy ngang đây nè. Hôm nay sao thấy yên lặng quá. Where's this? Central Park. Yeah, I mean, I just said there was an awful sort of for the kids, isn't it? Yeah. Yeah. Happy birthday, Mum. Thank you very much. Thank you. Sorry it's late. I have to blame my travel schedule. So did you also forget about your wedding anniversary? Yeah. Didn't buy a card, but I did send her a text message. After I remind you. After you reminded me, yeah. And after I'd reminded you. Yeah, that's right, Mum. No, I didn't need reminding, I already knew. No, you're not. I just forgot, babe. Yeah, you forgot. So much on my mind the last few months. Oh, thank you. Hey. Can't say I haven't been distracted by other things. What, you mean like Australia and New Zealand? And South Africa. And you come home saying, good on ya. G'day. 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 Let's throw another square on the barbie. Yeah, everybody was saying that to me while I was away. Oh, you should go to Australia, it's a brilliant place. Love it. It's, absolutely love it. The thing that would stop me going to Australia is the distance. Well, not if you go business class, Mum, it's a no-brainer. Is there any extra for being late? Yeah. Thank you very much. I licked the card on the envelope. Thank you very much. I licked the envelope. Just so happens that I'm going to a garden centre next week. Chị nó đi ra đó, nó đòi đi ra đó nhảy, rồi nó kêu ông nội phải đi ra ngoài đó nó nhảy với nó. Kêu ông nội đứng nhìn, ngồi đó nhìn lòng khán giả đó cho bà nhảy á. Chị đưa ba lê đi. Am I gone? Nothing. Because it was only 73. You hear that, Mum? You hear that, babe? So, Yvonne and Mike, who live next door, they got nice presents when it was their birthday. My dad got some wine, and Mum said when she was 73, she got nothing. Mum didn't get nothing. Dad got nice wine because he was 75. Yvonne, it was her birthday in January, so she got stuff, she was 60. And then her husband was 65 last week and he got a nice single malt whiskey off us. And my birthday. You just got a voucher from your son? Just now. Just, I mean, I'm nearer 74 now, you know? So, I mean, he's only got, what, how many more months and you've got so to buy another one? Dizzo, okay. Dizzo, so my maiden name.
met my mum's name, surname before she got married. Ah, it's Lisa. It's called no, Blazer name. Yeah. Close though, close. Kim thinks my maiden name was Dizzo. No, it was Disley. Disley. So why Lisa? Because it's just a nickname. So my children. It's like you call. It's like you call Yim up Yim. It's just a nickname, you know. So my children, when they were little, had no respect for me and didn't call me mum. Still don't. They called me Dizzo. Hey, honey, behind you. It's a black lab. Oh, don't have a go in. The waterworks. Yeah, you'll be jumping in the canal in a minute. This canal runs all the way to the centre of England, all the way to Leeds. Oh, it's boiling now, isn't it? It's warm now, yeah. Yeah, nice, yeah. Nice. Yeah, on the back, yeah. I didn't have sunscreen on. No, I never put any on, babe. I was exhausted last night. You should wear a hat. I fell asleep on the sofa last night at about 8:30. God, I was so tired. What happened, Mum? We did a lot of cycling yesterday. Oh, did you? It's good you're making use of the bike still. Yeah. When we went on holiday, I rode all the way from ours to the boys, picked them up, all the way to the manor farm, the other end of Rain Hill, back to ours, and then back to take the boys home, and then back again. How did you bounce something? Were you on the electric bike, were you? No, I only went to the kids' home, but otherwise I was on my own. Your skin. Horrible. On the road, on those things. On what? On those mountain bikes. On the side of the road. Yeah. No, on road bike. Do you remember when I had a black eye? On the road bike, got proper road tyres. Oh, yeah, it's brutal. I hate fossils. Fossils are terrible. Bumps in the road. Imperfections in the road. Doesn't even have to be a pothole. Imperfections, it's terrible. Yeah. It's hard on your bum. It's hard going, yeah. You need a cushioned seat. I have. What's that? Yeah, that's right. On my bike, so when you go over it. No, I haven't got my kids. Didn't your Brian have a very. I bought one for that bike of mine as well, because it was too hard. The one I had, it was far too hard. It's 1 o'clock, can we go in? Yeah, let's go in. Come on, sweetie, we're going to go eat. Come on, darling. Mà đã vô bên trong rồi nè cô chú anh chị. Thường nhà hàng Anh đó là bàn ghế rồi gì người ta trang trí á, cái kiểu rất là xưa cũ ha. Mình nó cổ đó mọi người. No, well, you know the fellow. Yeah. You know the fellow. Yeah. Yeah. Always makes a difference. Mom, yes, Mom. No, I don't want any thanks. I just want to. Ngon không chị? No, I don't want to ruin you. Chị ăn bánh mì nướng rồi cô chú anh chị. Cái này là cánh gà. Cánh gà có sốt. Cái này, what is sốt is it? Barbecue. What is it called? I don't know. Mà nhìn ngon á. Cái này tôm. Sticky. Tôm chiên bọt đó mọi người. Ở Anh thì ngày Chủ nhật thường sẽ có một cái bữa ăn gọi là Sunday Roast hả cô chú. Thì cái bữa ăn này gồm có thịt quay hoặc là thịt nướng gì đó, ăn kèm với lại khoai tây nghiền hoặc là khoai tây nướng, và có cái bánh pudding này nữa nè mọi người, cùng với rau củ và nước sốt. Thì cái bánh pudding này và thịt là cái nguyên liệu chính cho cái món ăn này, thường thì được phục vụ vào ngày Chủ nhật ha. Nhiều gia đình thì người ta sẽ nấu ăn hoặc là đi đến những cái nhà hàng Anh đều là có phục vụ cái món này vào ngày Chủ nhật luôn. Ở đây có cây cầu hả mọi người, cái sông này là có thuyền chạy đi suốt luôn đó cô chú anh chị. Bên kia có thuyền kìa. Ở đây là bên ngoài nè, cái quán ăn này cũng rộng lắm mọi người, dài lên trên kia luôn kìa. Ở đây giống như có một cái cây người ta cắt xong rồi người ta làm thành cái ghế này cô chú anh chị. If I get two bikes in my car, I can't get a car seat in it. Mẹ bầu. Ừ, đẹp không? Đi bộ qua cái khu này hả cô chú anh chị? Ở bên đây tàu đậu quá trời luôn nè, thuyền nhỏ nhỏ. Nơi nào? Cảnh đẹp quá. Đây có cái bảng để là không có được câu cá ha mọi người. Đi đâu lên đó vậy con? À, đi lên đó kha đó, đi đường xuống đây nè. I'm gonna go back to my princess house. Okay.
đi chi, đi người ta tới kìa. À. À. Ừ. Ngồi chị ngồi đây không? Ngồi đi vô đó nói rồi. Nghe thử coi. Nói lại. I love you. Con chó nó sủa. Đi ăn với ba mẹ, chở ba mẹ về rồi cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim đi vô cái vườn ươm cây giống này nè. Kim mua một ít cây đó. Cái vườn này rất là lớn mọi người. Rất là bán rất là nhiều hoa và cái dụng cụ làm vườn nữa. Bên trong cũng rất là rộng luôn ha. Bây giờ Kim sẽ tìm một ít hoa Kim mua. Đây là vườn hồng ở đây nè mọi người. Mà cái này 30 đồng một chậu. Đây. Mát quá trời. Các loại hoa hồng luôn. Đủ loại màu hồng hết trơn nè mọi người. Đẹp lắm. Cái này quá trời bên đây. Chuẩn bị bây giờ là mùa hồng hả cô chú anh chị. Nở rồi nè, bên đây nở rồi nè. Đã về tới nhà rồi nè mọi người. Bây giờ Kim sẽ tranh thủ trồng hoa luôn ha cô chú anh chị. Lúc nãy Kim cũng có mua thêm mấy cái bao đất nữa nè để về trộn rồi trồng hoa. Những cái cây hoa hôm nay Kim mua ha cô chú anh chị. Mẹ ơi. Và Kim có mua thêm mấy cái chậu này nữa nè. Mua đất với lại mua phân nè. Bây giờ Kim sẽ trộn lại hai cái loại đất. Kim sẽ trồng. Mẹ thấy rồi. Chị xin chào bà cô chú đi. Chị nó nhảy kìa. Thank you.